hành trình ngày hôm nay, Huy đang có mặt ở tại Long Hồ Vĩnh Long. Hôm nay thì sẽ đi bàn giao một cấu hình Lion Array ha mọi người. 3 cặp Lion Array 40 và 2 cặp súc. Đây là anh khách mọi người này. Đây là anh chủ đầu tư. Rồi hôm nay thì lát nữa mọi người tiếp tục xem quá trình chú Mười setup và hát nha. Hát bài gì ta? Một đời người một rừng cây à? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng hả? Đúng là chỉ có mình là phải chọn việc nặng chứ. Nặng. Rồi xin mời tất cả anh em chúng ta cùng theo dõi hành trình Minh Huy lắp đặt và setup bộ âm thanh này nha. Đỡ máy nền ship cho. Chú có điều gì muốn nói tới khách hàng không? Xin thưa với tất cả quý vị nha, hôm nay là một cái chương trình là lắp đặt lo array sub và một chương trình nâng cấp gọi là đặc biệt nhất. Khách hàng này cũng đã là một khách hàng gọi là thân quen bên thì rất là lâu rồi. Bắt đầu lên array mọi người. Vế đầu tiên đã lên vế bên phải, bên dưới là 2 chiếc sub và trên là 3 chiếc la array. Vế bên trái cũng vậy, cũng là 2 chiếc súp và 3 chiếc la ray. Chú Mười làm gì chú Mười? Chú đang chuẩn bị đỡ phục vụ cái chương trình mà bắn bắn tỉa hả? Bắn tỉa. Du kích bắn tỉa thời xưa đấy hả? Nói chung là trường tiên á. Rồi bắt đầu setup nhanh em. Trái tim em đầy mang đau thương, lạnh lùng hơn đêm đông.
còn lại trong cái này, giấc mơ. Cái này bỏ dài đó, bỏ dài đó là hết chuyện. Hiện tại bên nó bên nặng bên nhẹ. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Bông lúa hẹn hò đến mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Đợt mùa thóc lúa mở lên đây không? Hai ba bốn năm. Từ bàn tay xưa cây trồng xa bắc, chân lội vùng sâu dưới trời mưa phùn, và đôi cái kia kéo cày thay cho.
tại thì cái bộ loa bên Huy đã lắp đặt và setup xong cho khách rồi. Hôm nay thì setup rất là nhanh, anh em chỉ trong vòng có 30 phút thôi là đã hoàn tất quá trình setup và test đồ mọi người ạ. Thì cấu hình dàn máy của anh đã có sẵn này. Hôm nay thì bên Huy nâng cấp 2 cặp xúc với lại 3 cặp lay array thôi mọi người ạ. Dàn máy, monitor là đồ của anh là có sẵn hết ha. Và mình nâng cấp loa và setup lại toàn bộ. Cấu hình này là 3 cặp lay array 40 từ neo ha. Và 2 cặp xúc này. Xúc này là côn 125 nha anh em. Xúc côn 125, 2 cặp xúc đơn và 3 cặp lay array. Rồi, với cấu hình này thì chúng ta có thể làm đám được khoảng tầm 700 khách. Và anh em nào quan tâm những cấu hình lay array này, loa kéo này, karaoke để chúng dàn nhỏ lưu động này, hoặc là dàn hỏa tiễn thì có thể liên hệ cho mình theo số hotline clip nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ là Vĩnh Long là trời rất là nắng rồi mọi người. 10 giờ 30 phút trời rất là nắng rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của Huy nha. Thank you tất cả các quý vị cùng các bạn. Như vậy thì quá trình mà bên Huy set up bàn giao cái bộ array này cũng đã kết thúc. Bây giờ là chương trình phỏng vấn về vị khách rất là dễ thương bên Huy. Nhập thế nào chứ, đây Chu quá hoành tráng nè các bạn. Đây là sự ưu ái của khách hàng đây. Bây giờ trước hết là em thay mặt công ty cảm ơn anh đã ủng hộ cho công ty. Bây giờ cho em xin vài lời về nãy giờ test ấy, cái cấu hình mà mình array đấy. Nói chung thì tôi xài đồ của bên mười đây cũng quy đây cũng cũng nhiều. Nói chung là cả cái bộ loa thì nó ra nó rất là sáng. Tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ của công ty để mà xuống đây lắp ráp cho tôi. Nói chung là tôi không thích gì mà tôi thích cái ông thợ chỉnh, ông setup ông rất là nhiệt tình, rất là làm sao mà cho mình khách hàng khoái mà mình khoái nữa thì tôi thích cái đó. Dạ xin cảm ơn. Dạ. Như vậy thì vừa rồi cái chất âm là anh đã cảm giác sao? Hay. Hay nói à? Chung là hay. Thật hay. Sự ra là nó quá vậy nó hay mình mới đầu tư vô cái này. Lời thật tình luôn đó. Dạ, lời thật tình. Quý vị, đây là lời thật tình luôn nha. Dạ. Khanh đâu ha? Khanh, còn một vị khách rồi, ra cho vài lời cho quý vị được biết nè. Anh có nghĩa là anh chính rồi tới anh nó phụ nữa đây. Dạ sao? Cái chất âm vừa rồi test như thế nào? Dạ, nói chung chất âm vừa test hay. Dạ thật con nói dạ. Dạ là ok rồi đúng không? Dạ ok. Không có phiền hà gì dạ, hết. Dạ không có phiền gì hết. Dạ thôi thay mặt công ty cảm ơn gia đình. Dạ thôi con cũng cảm ơn chú Mười với anh Quy với anh em kỹ thuật đã hỗ trợ cho con setup được cái vàng ok. Con cảm ơn rất nhiều. Rồi vậy là chúc gia đình cùng vợ chồng con. Dạ. Cứ mà đắc xô là được. Dạ rồi con cảm ơn. Đó là đây vô phần. Đây là cũng nếu mà xét mà dở là không có rồi á.